Một màn so tài kịch tính giữa Việt Nam và Iraq sẽ sớm diễn ra với 4 mức giá vé 200.000, 300.000, 450.000 và 600.000 đồng. VFF dự kiến phát hành khoảng 30.000 vé thông qua kênh bán hàng trực tuyến từ ngày 7 tháng 11, bên cạnh 10.000 vé mời tại sân vận động Mỹ Đình, nơi có thể chứa tới 40.000 khán giả. Trong khi đó, trận đấu giữa Việt Nam và Philippines cũng đã định giá với 3 mức giá 500 peso, khoảng 220.000 đồng, 300 peso và 100 peso, phản ánh sự khác biệt trong niềm đam mê bóng đá giữa hai quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 6 tháng 11 để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới, với hy vọng ghi dấu ấn tại Mỹ Đình khi đối đầu với Iraq ngày 21 tháng 11. Trọng tài chính cho trận cầu tâm điểm là ông Abdullah Almari từ Qatar, một nhân vật quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam sau trận đấu với Australia. Với mục tiêu lọt vào vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục bảng F với sự góp mặt của các đội tuyển mạnh như Iraq, Philippines và Indonesia.